Shin Seok-ki sinh năm 1998, được biết đến với danh hiệu Miss Chungjang 2020. Cô được khán giả biết đến nhiều hơn thông qua chương trình Single Inferno 2, Địa ngục độc thất mùa 2. Jin Seon-kyu tốt nghiệp chuyên ngành piano tại khoa nhạc cụ thuộc Trường Đại học Quốc gia Seoul. Người đẹp này có tài hoạt ngôn, ca hát, múa. Với lợi thế của mình, cô được kỳ vọng sẽ sớm tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có bố là bác sĩ Shin Jong-ho. Nhân vật vô cùng nổi tiếng trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại xứ sở Kim Chi, cô hiện sống ở tòa nhà sang trọng có tên Tower Palace, có giá vào khoảng 7-9 triệu đô la Mỹ, 164-211 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình mỹ nhân này còn sở hữu tòa nhà 20 tầng thuộc khu vực sầm uất bậc nhất xứ Hàn Gangnam. Giá trị tòa nhà rơi vào khoảng 100 tỷ won, hơn 1.900 tỷ đồng. Được biết, rất nhiều ngân hàng lớn hiện đang thuê văn phòng tại đây. Ở Miss Chungjang 2020, Shin Seon-ki là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu ngay từ đầu khi sở hữu thế mạnh cả về vóc dáng, kỹ năng ứng xử, lẫn học vấn. Ngay khi những hình ảnh đăng quang của cô tràn ngập, Shin Seon-ki nhận được nhiều thiện cảm và khen ngợi từ công chúng. Cô được nhận xét là nụ cười đẹp, ngũ quan hài hòa vừa rạng rỡ vừa dịu dàng theo chuẩn mực truyền thống, vóc dáng thon thả. Nhiều người cho rằng cô đẹp hơn rất nhiều so với những hoa hậu, hoa khôi Hàn Quốc những năm qua. Trong những hình ảnh đời thường, cô đẹp long lanh, rạng ngời, khiến công chúng không thể rời mắt. Nhiều khán giả nhận xét, Shin Seon-ki sở hữu gương mặt, thần thái, chuẩn diễn viên và thật đáng tiếc khi cô không gia nhập làng giải trí. Sau khi single Inferno 2 lên sóng, Shin Seon-ki đã trở thành nữ chính hot nhất ở mùa mới. Khi được đến ba chàng trai thi nhau tranh giành, xuất thân là một hoa hậu, không quá bất ngờ khi các cực phẩm chương trình đều hết lời khen ngợi sự xinh đẹp của Shin Seon-ki. Ngay cả YouTuber Kim Jin-jong trong lần đầu lộ diện ở chương trình đã phải thừa nhận, anh chọn em đến dùng bữa cùng vì em xinh nhất. Được biết, sau khi single Inferno 2 bắt đầu phát sóng cho đến tận khi kết thúc, Shin Seon-ki liên tục vướng phải ý kiến trái chiều vì bị cho là giả tạo, coi mình là trung tâm, liên tục thay đổi tình cảm và thái độ với tận 3 mỹ nam trong show. Chưa hết, Seon-ki còn trở thành tâm điểm chỉ trích vì sự lựa chọn bất ngờ với Choi Jong-gu, từ chối bản sao Jungkook, Jin-jong, dù trước đó luôn tỏ thái độ u mê anh chàng này. Nhiều người cho rằng mỹ nhân này chọn Jong-gu để có cái kết an toàn thay vì đi theo tiếng gọi con tim. Nhưng cũng có ý kiến bênh vực Seon-ki vì chuyện tình cảm vốn khó nói, nhất là khi chương trình thử thách sự rung động của người chơi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng đây là một chương trình hẹn hò, cô nàng chỉ đang làm đúng với những gì trái tim mình mách bảo. Thậm chí nhiều người còn đánh giá cao sự lý trí của Seon-ki khi tỉnh táo chọn người thương mình thay vì một người mà mình không nhìn thấy rõ tình cảm từ phía họ. Dù cô nàng có nét tính cách khá nhạt nhòa, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác thì Seon-ki quả thực rất nhẹ nhàng, dịu dàng, tính tình không ganh đua, không hơn thua với ai khác, chỉ tập trung vào câu chuyện của mình. Sau chương trình, cô cũng xác nhận chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu với các chàng trai. Cô cũng chia sẻ thêm về ý định gia nhập làng giải trí của mình trong tương lai. Thời điểm đó, khán giả vô cùng ủng hộ nàng hậu vì nhan sắc của cô, nếu không trở thành diễn viên sẽ là một sự vi phạm. Giữa năm 2023, Shin Seon-ki chính thức ký hợp đồng độc quyền với Big Smile Entertainment. Cô sẽ chính thức ra mắt với tư cách là diễn viên thông qua bộ phim truyền hình Pyramid Game, trò chơi kim tự tháp. Pyramid Game khai thác một chủ đề khá độc đáo, vẫn là bạo lực học đường với bối cảnh trường học, nhưng tại đó, những học sinh khá biệt và giàu có lại chọn ra người bị bắt nạt bằng một cuộc bỏ phiếu có tên trò chơi kim tự tháp. Hàng tháng, nhóm học sinh có phiếu thấp nhất sẽ bị xếp vào nhóm F, bị bắt nạt mà không thể phản kháng, càng không được nhà trường bảo vệ. Cùng với các ngôi sao như Bona của WGSN và chị gái IVE Won Jong, Jang Da-a, Seon-ki đã được chú ý sau màn lột xác ấn tượng với kiểu tóc bóc ngắn và đeo kính. Trong phim, Seon-ki vào vai lớp trưởng lạnh lùng, cũng chính là con gái của một bệnh viện lớn. Tuy nhiên, vai diễn của cô đến nay vẫn khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi lớn về tính cách và nhân cách. Hiện tại, Seon-ki vẫn đang cùng phe với nhân vật phản diện của chị gái Jang Won Jong. Tuy nhiên, với diễn xuất của cô, người xem tin rằng đây sẽ là vai diễn tạo ra cú twist lớn trong phim, giúp nữ chính hạ gục phản diện. Dù là phim đầu tay, nhưng cả Shin Seon-ki lẫn Jang Da-a đều được khen nhờ vai rùa xinh đẹp và diễn xuất ổn. Dự án đầu tiên của Shin Seon-ki hiện đang được khán giả vô cùng đón nhận. Hiện trên nền tảng TVING, nền tảng gốc sản xuất và phát hành bộ phim, độ hot của Pyramid Game tăng 200% sau 2 tuần phát hành. Khán giả Hàn và cả quốc tế đánh giá cao tác phẩm này, như là sự đồng bộ tuyệt đối của dàn cast trẻ với các nhân vật trong webtoon. Dù toàn là các tân binh, ngay cả nữ chính Bona cũng chưa có nhiều dịp đóng chính, nhưng các diễn viên đều thể hiện tương đối tròn trịa vai diễn của mình. Người hâm mộ của Seon-ki cũng hy vọng rằng đây sẽ là bước đệm vững chắc để cô có thể công phá màn ảnh trong thời gian tới. Trong tương lai, với nhan sắc và tài năng tiềm tàng, Shin Seon-ki được kỳ vọng sẽ trở thành nữ diễn viên sáng giá của Hàn Quốc.